Phật tử bây giờ chưa có giới luật, chưa có nghiêm chỉnh, mà sách vô ngồi thiền thì chẳng hạn như một đứa bé mà mới học lớp 1 mà sách nó lên lớp 12 nó ngồi nó học thì nó học được không? Thì quý vị tu có thiền định được không? Như vậy là cái công việc của quý vị làm công việc hoài công, không có ích lợi. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập đúng, đừng tu tập sai. Vì vậy mà cái lớp mà đạo đức, cái lớp mà giới luật quý vị cần phải học. Thay vì thì người ta cấm Phật tử không được đọc giới luật ạ. Đọc giới luật là bị đọa địa ngục. Có phải đại thừa cấm như không? Bởi vì cấm như vậy để cho quý Phật tử không biết giới luật của một người tu sĩ như thế nào. Cho nên quý thầy sai không ai nói hết. Để dễ dàng sai gì? Để dễ dàng chạy theo dục lạc gì? Theo thầy thì giới luật cho quý Phật tử học hết. Nghĩa là giới như thế nào học hết, đem ra những giới đức thánh cho họ đọc hết. Để làm gì? Tu sĩ chúng ta sai họ nói, cô này sai nè, thầy này sai nè, phải sửa lại nè. Phải không? Do đó chúng ta mới không sai, chúng ta mới trở thành một con người tốt, một con người giới luật, một con người đức hạnh. Thà là mình thấy ngán quá, thôi tôi không dám tu đâu. Tôi vô đây và ông cư sĩ họ thấy tôi làm bậy, họ cười tôi chết. Phải không? Họ chỉ trích tôi. Còn giờ không cho người ta đọc kinh sách, người ta không biết, người ta không biết đâu mà người ta sửa mình. Nhờ những người xung quanh người ta nói. Cho nên Đức Phật nói khi mình có lỗi lầm thì mình phải phát lồ. Mình phát lồ. Bây giờ mình không, mình những cái giới luật của mình không có cho người ta biết. Thì làm sao mà người ta chỉ cho mình biết cái sai của mình, cái lầm lạc của mình để cho mình khắc phục mình. Thì cái lỗi này quá lỗi. Cho nên sau này thầy viết cái bộ giới đức thánh 10 giới đức thánh Sa Di, thầy cho tất cả cư sĩ đọc hết. Để một người Sa Di vào tu họ biết ông này tu đúng hay tu sai họ biết rồi. Ông sống dưới luật vậy thì không có được. Ông có sửa lại chứ còn ông không sửa tu không cúng dường cho ông ăn nữa đâu. Thì cái ông Sa Di này ông quản rồi. Ông nói nếu mà kiểu mà mấy ông cư sĩ này mà không cúng dường mình thì chắc chắn là mình vô chùa ở thì có mỏ tụng kinh ông Phật không có cho cơm mình ăn đâu. Phải không? Có mấy ông cư sĩ đó cho cơm. Do vì vậy đó cho nên cái ông tu sĩ này, ông Sa Di này, ông phải cố gắng giữ gìn giới. Nhưng mà không ngờ ông giữ gìn giới, ông lại ly dục ly ác pháp, ông lại thành tựu sự giải thoát. Mà ông giữ gìn giới, ông lại là gương hạnh cho người cư sĩ, để cho người ta nương vào đó mà người ta thọ bát quan trai. Có thấy lợi không? Rồi bây giờ bắt đầu, thầy sẽ soạn thảo, thầy viết cái bộ giới đức thánh tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Đức thánh mà, cho nên mọi cư sĩ đều đọc hết. Ông mà thánh tăng mà ông mặc áo, đắp áo cà sa, ông mặc như vậy á, mà ông làm không có đúng thì tôi nói ông phải sửa, chứ nếu ông sửa tôi không có cúng dường ông đâu. Thánh tăng là tôi phải kính trọng, tôi tôn trọng ông, tôi làm cực khổ tôi đem đến cúng dường cho ông. Ông phải sống cho đúng chứ sao lại những cái giới luật thánh như thế này mà ông sống đúng. Một vị hòa thượng mà ngồi ăn ba bữa thì các quý vị thấy như thế nào? Có đúng thánh tăng không? Phải không? Người cư sĩ người ta ăn ba bữa là đúng rồi. Còn mình là tu sĩ tại sao mình lại giống người ta? Đó thì tất cả những cái sai này là chúng ta từ cái bắt đầu mà vị tu sĩ chúng ta sai là chúng ta sai suốt. Cho nên khi mình sai rồi mình hay che đậy. Mình che đậy cho nó mới đẻ ra cái kinh sách đại thừa. Cho nên mới nói ai mà nói quý thầy mà nói sai là tội đọa địa ngục. Làm cho cư sĩ không dám nói. Do đó mình thả cửa mà chạy theo dục lạc không ai dám nói mình. Cho nên bây giờ chùa thì cũng có quý thầy nhiều nhưng mà giới luật thì lỏng lẻo. Chỉ ở bây giờ thấy người ta ham thích phong trào thiền định thì nói thiền nói định này kia nói cho nhiều, nhưng mà sự thật ra ăn uống nhìn vào cái chỗ đó thầy nói thật sự không thanh tịnh, trên một cái nền tảng không thanh tịnh. Cho nên trong cái bài kinh ước nguyện Đức Phật dạy, muốn ước nguyện một điều gì mà đạt được kết quả cái ước nguyện đó đó thì giới luật phải nghiêm chỉnh thì ước nguyện chúng ta mới đạt được. Cũng như bây giờ thầy ước nguyện rằng thầy tu hành để chứng quả A-la-hán mà giới luật thầy không được, thầy không nghiêm chỉnh thì cái ước nguyện nó được không? Bây giờ thầy ước nguyện rằng thầy sẽ nhập được thiền định mà trong khi đó giới luật là đúng sao? Thì làm sao chúng ta có thiền định? Chỉ là thiền lừa đảo người ta mà thôi. Thầy nói thiền lừa đảo là tại sao? Bởi vì cái nền tảng mà giới luật nó không nghiêm chỉnh thì làm sao cái ước nguyện này làm sao đạt được? Cho nên cái này chỉ lừa người ta thôi, nhập vào những cái định tưởng rồi thấy ma, thấy quỷ, thấy thần thông, thấy thầy, thấy tổ gì trong đó nói tùm lum ra. Do đó chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng đó là đúng sao? Đạo Phật đâu có tu tập cái kỳ vậy, đâu có trạng thái này kia nọ, đâu có nói cái chuyện mà trên trời dưới đất vậy. Thực tế là hôm nay tâm tôi có tham, tôi biết tôi có tham. Tâm tôi không tham, tôi biết tôi không tham. Mà tâm có tham thì tôi biết nó là ác pháp, tôi ngăn, tôi diệt, tôi không có cho nó tham nữa. Thì nó sẽ hết tham, đó là một cái thực tế của Đạo Phật.
Cho nên khi Đức Phật nói, khi Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thì Đức Phật giải thích cái chỗ đó cho chúng ta nghe. Thì tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tâm tôi không tham, tôi biết tâm tôi không tham. Tâm có sân, tôi biết tâm tôi có sân. Tâm không sân, tôi biết tôi không sân. Tâm không sân là tâm thanh thản, tâm an ổn chứ gì. Là tôi cứ sống ở đó thôi. Còn bây giờ tâm có sân thì tôi biết là ác pháp, tôi ngăn, tôi diệt. Thì như vậy pháp của Phật có thật không? Mà khi mà tôi ngăn diệt thì tôi lại vô lậu, thì tôi là A-la-hán chứ gì, chứ đâu phải là cái gì khác nữa. Cho nên tất cả giới luật nó xác định cho hành động của chúng ta có ly dục ly ác pháp hay không, có vô lậu hay không. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đạo Phật thì có chế ngự chứ không được ức chế. Là do vì vậy mà chúng ta muốn giữ giới cho nghiêm chỉnh á, thì chúng ta phải có giới hành. Giới hành tức là cái pháp để mà hành để cho giới luật được nghiêm chỉnh mà không bị ức chế thân tâm của chúng ta. Đó, thì quý vị phải học từng đầu, phải học về cái những cái kinh giới cho thông suốt những kinh giới, rồi học về cái pháp hành về giới luật. Bây giờ muốn ăn ngàn bữa thì phải quán bất tịnh chứ, quán thực phẩm bất tịnh chứ. Không lẽ bây giờ muốn ăn bữa cái tôi cũng nhào vô tôi ăn ngàn bữa, rồi bắt đầu ăn không được, rồi nó đói rồi bắt đầu đi ăn lén, lấy ra là thêm một cái tội nữa, cái tội ăn lén luôn, có đúng không? Bị đói quá mà giờ không có pháp hành, mà đồ ăn thì thấy ngon. À, Tết nay sao mà bánh trái đồ nhiều, sữa bơ đồ nhiều, đồ ăn ngon quá, mà giờ để đó chịu không được, cái bụng nó cứ đói, bây giờ nó mới lén mới lấy ăn, thêm một cái tội ăn dụng, xấu xa quá. Cho nên thậm chí khi mà người ta giữ được cái tâm thanh thản, bảy ngày đêm người ta không ăn mà nó vẫn khỏe mạnh. Bởi vì trong khi đó cái từ trường nó phóng ra, và cái người ta tu tập về tứ niệm xứ, người ta không có dụng công. Mình ngồi dụng công, mình tập trung trong hơi thở, mình ra vô về mình dụng công. Còn này người ta ngồi chơi. Cho nên cái năng lực, cái năng lượng ở trong người của người ta tự cái sự an, cái tâm nó thanh thản, nó an ổn, nó phát triển cái năng lượng ra. Nó làm cho người ta không còn thấy đói, thấy mệt. Cho nên người ta không thấy đói, thấy mệt, nó không ham ngủ. Mình tại vì cái năng lượng của mình bị hao hụt, cho nên nó buồn ngủ. À, bởi vì quý vị tu ngồi thiền, giờ này đến giờ kia, sao bây giờ nó ngủ gục tới gục lui. Mấy bữa đầu tôi tu không thấy vậy, mà sau nay nó gục như vậy. Tại vì nó tiêu hao năng lượng của quý vị do quý vị dụng công sai. Cho nên quý vị phải buồn ngủ. Rồi nó lại sanh ra đói bụng. À, tôi tu sao hồi mới đầu tôi tu sao ít đói, mà bây giờ tôi tu sao đói? Bởi vì tôi dụng công nhiều, cũng như các ông nông dân ra cuốc đất nhiều phải đói bụng chứ sao. Còn người ta tu như người vô người chơi. Cho nên vì vậy mà người ta ngồi cái tâm nó thanh thản, người ta không dụng công nhiều, người ta không cần dụng công nữa. Do đến cái năng lượng ở trong người chúng ta nó dồi dào, nó sung mãn, cho nên nó không đói, nó không buồn ngủ, ngồi suốt đêm nó tỉnh táo. Còn quý vị mà ăn nhiều ngủ nhiều mà không ngủ nó lại mệt nhọc. Đó là một cái tu sai. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tu đúng là chúng ta sẽ thấy được sự giải thoát của nó thực hiện.